Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Thân Vlog. Hôm nay nhà mình làm món gan bò tót nướng sả gừng mật ong rừng, siêu ngon siêu đặc biệt. Giờ là anh em mình chuẩn bị nguyên liệu để chuẩn bị làm món gan bò tót nướng siêu ngon. Cú này ấy đi, đập cái đống gừng mấy đống đập gừng. Đây hôm nay lại tay đầu bếp vào cái chiếc lón huyền thoại. Tay đầu bếp vào chiếc lón huyền thoại đang đập gừng đập sả. Ấm nhỏ luôn đấy. Nhỏ. Thái nhỏ nhỏ thôi. Đầu bếp với chiếc lón huyền thoại. Anh đang băm gừng và xả rất thiện nghệ. Miếng gan bò tót siêu ngon. Hoa hồng nữa. Ui. Mật ong rừng này, xịn này. Thái càng nhỏ càng tốt. Thái nhỏ tốt cho vào, chúc mình cho vào nó mới ngấm. Anh Thái sắp sửa thành đầu bếp chuyên nghiệp rồi. Thái nhỏ tí nữa cũng. Rồi giờ lấy miếng gan đi cũng. Đấy, miếng gan lên khứa đi, xong bắt đầu là tẩm gừng mới lại xả lên. Khứa vừa vừa đó, đừng khứa sâu quá. Khứa dọc. Xả đi, tẩm đi. Cho lên. Đấy. Giờ ướp sả. Ướp sả để đấy. Ướp sả. Nhìn rất ok. Để mấy cánh hoa hồng lên cút. Để mấy vặt mấy cánh hoa cho lên. Ừ, để đây. Giờ vào lấy cái nhỏ cái vị lướng này chắc nữa. Từ, anh bảo cho cái này lên. Cho thêm một ít vắt thêm một tí mật ong. Giả tí mật ong vào cho nó đậm ra. Giải giải đều đấy, giải đều. Giải giải đều mật đấy. Rồi bây giờ vào lấy cái vỉ lướng ra. Rồi giờ cũng cho vào cái vỉ lướng để cho anh em mình nướng. Cho cẩn thận. Đấy, để cái đấy. Cứ cho mấy cánh. Nhìn ok phết nhỉ. Để xem. Để cái thớt này nè. Đó, để đấy.
Nhìn rất chi là đẹp. Quá đẹp luôn, nhìn món ăn anh em mình. Rồi giờ anh em mình chờ than đốt đốt bếp, chờ than nó ra anh em mình mới cho lên nướng. Con đen với con trắng giờ đã ra đây rồi. Đã ra đây chầu trực như là trước lần trước món thỏ ấy. Đã chầu trực rồi. Đây vị cho lên. Đấy, để lên nướng này. Giờ anh em mình chỉ việc chờ cho gan nó chín. Rất hấp dẫn, món ăn rất hấp dẫn. Gan bò tót châu Phi. Món này rất đặc biệt. Đây, hai con siêu chó của mình giờ đang nằm này, nằm chưa ăn. Siêu chó, siêu chó. Anh em mình giờ đang quạt này. Đang quạt để cho nó có lửa. Vàng không? Vàng nhỉ? Vàng dần đấy. Cứ để đấy, không cần phải quạt đâu. Để nó vàng. Sau một thời gian chờ đợi, giờ gan nó đã vàng, rất vàng rồi. Sắp được chuẩn bị chín rồi đấy. Anh em mình cũng chờ nó một lúc nữa để xem nó, cho nó chín hẳn đi. Anh em mình bỏ ra đánh chén. Các bạn nhìn này, nó rất vàng. Rất vàng luôn. Đây là mặt dưới của nó vừa đấy. Bây giờ mặt trên mình mới cho xuống, vừa quay xuống. Giờ gan nó đã chín rồi, bây giờ anh em mình bỏ ra ăn thôi. Đây, cuốn này vào lấy vào tan thôi. Thái. Rồi tách nó ra. Nó vứt vứt cái này ra. Cho nó lên thớt đi. Nhìn rất ngon. Lật mặt kia lên xem. À, nhìn rất đẹp luôn. Rất ngon luôn. Đỡ đỡ lên tí. Nhìn miếng gan bò tót của anh em tôi rất ngon. Nhìn rất đẹp luôn. Đây rồi bỏ bắt nước chấm luôn. Bỏ nước chấm. Rồi giờ thái ra đi. Nó nhỏ nhỏ. Đấy, tầm đấy. Thái. Nhìn miếng gan thớ thớ thịt, thớ gan rất ngon. Thơm lắm các bạn ạ. Và anh em mình ngửi trực tiếp rất thơm luôn. Thơm mùi sả, mùi mật, mùi gừng. Nói chung là rất thơm. Thôi giờ anh em mình ăn thôi. Để anh mở một lon bia uống. À, ăn đi. Mình sẽ mời các bạn ăn nha. Mời các bạn nha. Ngon à? Ngon đây ạ. Ừ. Ngon đây ạ. Ngon không? Ngon. Ăn ngọt nhỉ? Ngon thật. Ngọt. Mùi thơm của gừng mới xả. Ngọt của mật ong. Nói chung rất bạc, đặc biệt luôn. Hay làm hấp bia. À. Này.
thưởng thức cái món gan đặc biệt này, bò tót nướng. Rất ngon, rất đặc biệt. Ngon nhỉ? Ngon rồi nhỉ? Quá ngon luôn. Này, con trắng nó vẫn đang trực này. Mỗi lần cứ thấy anh em tôi làm món ăn nó lại ra nó ngồi chờ. Rất đặc biệt. Món này rất ngon luôn. Các bạn thử làm ăn xem, rất ok luôn. Quá đặc biệt luôn, rất ngon. Cho thêm tí mật ong vào nữa. Mùi thơm, xả gừng. Nói chung là các bạn cứ ăn thử thì biết, rất ngon luôn. Ăn rất ngon các bạn. Nguyện tuyệt vời. Hết sảy con 37. Hết sảy con 37 luôn. Hai thằng này cứ chầu trực này. Vừa cho mấy con miếng là vẫn chầu trực. Trắng. Ừ. Em đen này. Ngay nhà mình làm mỗi thằng miếng đi. Ngon. Mới sạch luôn. Ngon. Ngon nhỉ, mẹ vị cái mùi vị mật ong tuyệt vời. À, hợp biển. Nó gừng gừng ngon. Rồi, video của anh em mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình. Để mình sẽ làm những video tiếp theo hay hơn, tốt hơn để dành cho các mọi người. Chào tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn.